Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì buổi chiều và em đang lên xem giao cái con đực sữa này. Hồi trưa em lên sóng nha anh chị. Hồi trưa thì em có lên sóng cái con đực sữa màu coi này. Và bây giờ em đang lên xe và giao về cho anh khách ở thành phố Tân An, gần chợ Tầm Du của tỉnh Long An của mình nha cô chú anh chị. Thì em làm cái video này thì em cũng xin cảm ơn anh đã tin tưởng, đã mua bồ kênh của em. Và em cũng cảm ơn rất là nhiều cô chú anh chị mình gần xa đã tin tưởng và mua bồ kênh của em rất là nhiều rồi. Đó, hôm nay thì em có cơ hội em phục vụ cho anh khách ở thành phố Tân An, gần chợ Tầm Du của tỉnh Long An. Đó thì em mong thì những cô chú anh chị mình dù có ở đâu, đó, dù ở miền Tây hay miền Nam, thì anh chị mình đang cần và mình muốn tiếp cận cái nguồn giống bên kênh kem, thì anh chị mình cứ hắt máy gọi trực tiếp ngay xuống hội hotline truyền hình cho em 038-260-3807 để em có cơ hội vào phục vụ cô chú anh chị mình gần xa nha. Thì bây giờ em cũng xin phép là sẽ đóng cái cửa này lại, em sẽ đi giao bò cho anh khách ở Long An nhà cô chú anh chị.